Giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên giữa hai đội tuyển, đó chính là đội tuyển SKT và đội tuyển KT Roster. Ở trận đấu này thì rõ ràng đội tuyển SKT được đánh giá cao hơn một chút so với đối thủ sau khi thi đấu khá tốt ở giai đoạn gần đây. Bây giờ SKT họ xuất phát với đội xanh, trong khi đó KT Roster họ xuất phát với đội đỏ. Tất cả thành viên của cả hai team đều chia người ra để phòng ngự. Chúng ta sẽ điểm qua một chút về ngọc tái tổ hợp của cả hai team. Khan cầm cho mình quyền năng bất diệt ở trên. Spep cũng vậy. Giờ có một pha tấn công của ai đây, có Tuyết Tay Thái trúng đến từ Snowflower làm chậm thành công Mata. Tuy nhiên từng đó là không đủ để khiến cho đối phương có thể tấn công được. Đó là ý nghĩ của Mata. Trong đó Clip sử dụng đó chính là sẵn sàng tấn công với con bài Redside này. Redside có thể khả năng tích 3 đòn rất là nhanh. Chính vì thế sử dụng sẵn sàng tấn công, cường hóa sát thương cho bộ chiêu thức và cả đòn đánh thường của mình là hoàn toàn hợp lý. Faker sử dụng thiên thạch bí ẩn anh em nhá. Không phải triệu hồi Eri, cũng không phải đó chính là sốc điện, mà là thiên thạch bí ẩn. Teddy sử dụng sẵn sàng tấn công với con bài Kai'Sa. Mata thiên về khả năng gây hiệu ứng với cái dư chấn của mình. Trong đó Smap sử dụng quyền năng bất diệt, giao hàn sốc điện rõ rồi. BD sử dụng dư chấn. Gango sử dụng cho mình đó chính là thanh tẩy kết hợp với bước chân thần tốc. Và Snowflower hồi máu và hộ vệ. Như vậy sẽ không có thiêu đốt của KT Roster ở vị trí đường dưới. Anh em để ý rằng Teddy cầm cho mình sẵn sàng tấn công sẽ thiên về khả năng dồn sát thương rất nhiều luôn để đánh lại Raven này, bởi vì cò cưa Raven nó hút máu rất là ghê. Vừa rồi là con pha đụng mặt nhau, đó chính là Clit và Score. Như vậy Clit đi ra sông trước và lấy cho mình con cua kỳ cục này. Faker đẩy lính rất nhanh, rõ ràng đây là một động thái tốt đến từ người đồng đội của mình. Có làm chậm thành công mà ta phải đánh nhẹ nhẹ đến từ Gango. Và như vậy với khả năng gây sát thương từ đòn đánh tay tốt, cấp độ 2 đã có. Mata là muốn làm gì đây? Mata chỉ muốn rỉa máu thôi. Và đối phương cấp độ 2 rồi, như vậy là KT Roster họ sẽ không sợ SKT ở cặp đầu đường dưới này. Trong đó Clip có cho mình hai ăn cua. Cái đường đi rừng của Javan nó sẽ bị hạn chế đi rất nhiều luôn. Và rõ ràng với con hai ăn cua này thì Clip sẽ có một chỉ số lính tốt hơn so một chút so với Score ở thời điểm tới, khi mà những bãi quái rừng nó hết. Ở đường trên trao đổi chiêu thức nhẹ nhẹ. Fiera sử dụng đó chính là cái kiếm Duran, trong đó Khan cầm cho mình khiên Duran đánh theo kiểu phòng thủ để đợi lever. Giờ Clip muốn làm gì đây? Clip không thể nào cướp được rừng đâu, bởi vì Java đã lấy đi những cái bãi quả rừng rồi. Vì Java không lấy được cua mà, không lấy được cua thì rõ ràng là phải đi dọn dẹp quái rừng trong cái phần rừng của mình. Clip đào hầm ra đánh những người BD, tuy nhiên từng đó là không đủ. Faker chỉ muốn trao đổi chiêu thức nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ có một thể lính đóng băng rất là khó chịu đến từ Faker. Cái độ quái Faker ở đây. Tuy nhiên trong khi thời gian điểm đó thì Score đã cướp đi con bãi người đá này. Và như vậy là Score sẽ bị đỡ thọt một chút chỉ số lính so với đối phương. Phát hiện ra Clip đang ăn sói rồi. Như vậy là Fiora sẽ không bị ganh trong thời điểm tới. Và Javan sẽ có đường đi rừng tốt hơn. Đẩy rất cao đến từ BD. BD cấp độ 4 rồi. Trong đó Faker mới chỉ cấp độ 3. Vừa mới cấp độ 4. Và việc đẩy cao như vậy giúp cho Score có thể cướp bãi chim này thành công. Và do đó việc mất hai ăn cua ở thời điểm đầu trận đấu nó không phải là vấn đề nữa. Score sẽ không bị out rừng so với đối phương. Ở đường lúc đầu thời điểm trận đấu thì nó Zoe rất là yếu, chỉ có farm thôi. Mà Faker farm thì có vẻ là rất là ổn luôn. Anh em đã xem Faker thi đấu thì thấy Faker gần như là rất ít khi bị thọt farm so với đối phương. Mình không phải là fan của Faker nha. Trở lại với trận đấu này thì đường trên đang rất hòa nhau. Ở đường dưới thì cũng hòa nhau. Và như là cân bằng tất cả các vị trí luôn, từ đi rừng cho tới đường giữa nữa. Teddy đang muốn đóng băng farm, khiến cho đối phương không thể nào lên cao được khi mà họ không có tầm nhìn của Redside. Cả Redside và Score đều về nhà mua đồ rồi. Redside thì không có cho mình kiếm dài, trong khi đó Score có cho mình cái kiếm dài. Và cả hai đều mua cho mình hai cái mắt kiểm soát liền. Tiền thì đã ít mà lại còn mua mắt kiểm soát cho team nữa. Galio đứng dưới chỉ muốn cấu rỉa máu mà thôi, để giúp cho Teddy có một cái khoảng không gian farm tốt. Bởi vì nếu mà con để cái sao đi với Raven có hất tung. Tuyền con Score đã kịp combo cờ kích về, có làm choáng đến từ Snowflower. Mà Gango bị cấu rỉa nhiều máu hơn rồi. Mata đang khá trâu đứng lên cao và hổ báo trao đổi chiêu thức. Đây là kinh nghiệm của một người chơi lão làng trong làng lấy mình thoại.
nếu con Galio này không đứng cao một tí thì các bạn sẽ rất là khó farm khi mà cặp Gai xa trong khi mà đối đầu với con Raven này. Rồi bây giờ thì đường đi rừng của Score đang hướng tới đường trên nhưng mà bị cướp chim rồi. Glitch là người cướp chim trong vài đấu vừa rồi. Rồi đường trên Kha đang đẩy rất cao bởi vì Redside đứng sau rồi. Nhưng mà bây giờ băng trụ thì phải rất cẩn thận cái phản đòn của Fiora này. Họ đã muốn set up thế. Thì băng trụ trang Svep đã cấp độ 6 rồi, đánh có được cái nội tại của chiêu cuối là có khả năng hồi máu, nhưng mà Faker di chuyển lên trên rồi. Faker có cho mình cái kiệt sức trong người, cấu rỉa máu đến từ Khan. Khan bật cho mình chiêu cuối rồi, hất tung thành công đến từ Glitch và Smash phản đòn, mà Smash vải lên bàn điểm số rồi. Mạng được dành cho Faker trong pha thi đấu vừa rồi với một pha đòn đánh thường có nội tại và một bước di chuyển tuyệt vời dành cho các thành viên của SKT khi mà Faker đẩy rất cao vị trí đường giữa. Redside hoạt động phía rừng bên trên của trận đấu. Và như vậy lợi thế không hề nhỏ dành cho đội tuyển bạn SKT. Đây chúng ta xem lại pha này, Khan có chiêu cuối, Khan là người gây sát thương trước và người của Smash. Smash bị hất tung, Smash bị đánh nội tại đến từ Khan và bị hất tung cả đến từ Glitch nữa. Lên bảng điểm số với một đánh thường của Faker. Mất tốc biến đến từ Smash và trong thời gian tới thì Smash phải rất cẩn thận. Về nhà Khan mua cho mình đó chính là một cái giày ninja và một cái lưỡi hái đánh theo kiểu thủ. Thủ toàn tập luôn. Với kiểu lên đồ như thế này thì rõ ràng rồi, Khan sẽ không hướng tới những pha trao đổi chiêu thức mà hướng tới khả năng trụ đường nhiều hơn trong thời điểm tiếp theo trận đấu để hướng tới dìu đen. Rồi bây giờ Khan về nhà có cho mình cái giày ninja. Cái giày ninja này không hề sợ cái dìu Tiamat mà Smap đang có. Chính vì thế Khan có thể thoải mái chơi và không bị đối phương ganh là được. Khan vẫn còn nguyên tốc biến, trong khi đó Fiora thì không. Glitch đang hoạt động ở phía dưới bản đồ, như vậy là như thế này thì đối phương sẽ không bị ganh nữa và cái team sẽ farm hòa trong thời điểm tới. Bởi vì Glitch đã mất cho mình cái tốc biến rồi. Gango đứng rất cao, cấp độ 6 chưa có đến từ cả tất cả các thành viên ở đường dưới. Và Teddy về nhà mua cho mình một cái kiếm BF và một cái kiếm dài, trong đó Raven mới chỉ có một cái kiếm BF mà thôi khi mà farm thua so với đối thủ. Và để khiến cho con Kai'Sa farm thuận như thế này, rõ ràng công của Mata là rất lớn. Bởi vì Mata đứng rất cao khiến cho đối phương không thể nào có góc để cấu rỉa máu vào người của Teddy. Glitch đang muốn di chuyển xuống đường dưới nhưng mà phá cho mình con mắt thôi. Và di chuyển ra sông, kiểm soát cho mình con rồng này thì phải, hoặc có thể đi cướp rừng. Góc thành tinh đã có rồi, Mata đang muốn đẩy rất cao. Làm gì đây? Glitch phá cho mình hạt thông nổ. Rất nhiều mắt kiểm soát của KT được cắm ra và Faker là người đã phá đi một con mắt đó. Ở đường trên chỉ số lính đang ngang nhau, bởi vì bốn con lính này sẽ giúp cho Khan có cái chỉ số lính bằng với Smap. Trong khi đó thì Glitch cũng farm hòa ra van luôn. Ở đường giữa Faker thua một chút chỉ số lính so với BD, nhưng mà không sao cả khi mà Faker di chuyển lên đường trên và có mạo cho mình một mạng phớt blood. The Flower làm gì đây? Họ có thể mua có một pha gang bang xuống đường dưới khi cả bốn thành viên của đội tuyển KT roster di chuyển xuống đường dưới này. Nhưng mà để ngăn chặn đó thì Faker rõ ràng, Faker một động thái tốt khi mà đẩy lính rất mạnh ở đường giữa và có thể di chuyển xuống đường dưới khi cần thiết. Bây giờ những bãi quả rừng trên bản đồ đã bị ấy rồi, trói thành công từ BD và mảnh băng làm chậm đến của vào người của Faker nữa. Bởi Faker mất đi cho mình 1/3 máu rồi, nhưng mà Faker nhặt được cho mình cái lá chắn. Quan trọng hơn, Faker có khả năng đẩy lính rất mạnh nữa. Rồi, Snowflower ở đường dưới và Gango đang có ý định tấn công người Mata chăng? Mata rất khôn khéo đứng bảo vệ cho người đồng minh, chắn đi cho mình cái tuyết tay tái này. Faker được nhiều búa xanh. Ở đường dưới có một pha gai chăng, nhưng mà đi qua mắt của SKT rồi. Một con mắt cắm rất tỉnh táo của hình như Rexai thì phải. Và SKT họ lùi về rất sâu, đặc biệt là Teddy. Trong đó Mata đã về nhà mua đồ rồi. Mata lên đồ, các bạn có thể thấy có rất nhiều chỉ số phòng ngự trong người. Đây là một cách lên đồ mà hiếm thấy ở các support thời xưa. Bởi vì support thời xưa thì rất quan trọng cái giày cơ động. Các bạn đánh support, các bạn có cái đồ như này các bạn trâu lắm, khỏe cực kỳ luôn. Giờ Glitch đang muốn ăn cho mình bãi chim, Mata đang giúp cho người đồng đội của mình. Đây là cái điểm mạnh nhất của Mata. Mata kiểm soát bản đồ thì đừng hỏi tại sao luôn. Rồi đang tranh chấp con mắt kiểm soát này, Glitch đào cho mình cái hầm, chỉ lùi về mà thôi khi mà Faker đẩy lính không mạnh ở vị trí đường giữa.
Còn đường trên thì Khan đang bóc đi cho mình hai lớp khiên trụ rồi. Rất tốt đấy từ Khan. Và Fiora bây giờ đang gặp khá nhiều khó khăn trước con bài Aatrox này. Cái lưỡi hái còn 50 cái nội tại nữa, 50 con lính, bây giờ còn 49 thôi. Nó sẽ hóa tiền dành cho Khan. Và Khan bây giờ đang cầm trong người khoảng tầm 1.300 tiền rồi đấy. Mình đoán là như vậy. Về nhà sẽ có búa gỗ, hoặc lên một cục hoàng ngọc và một cục hồng ngọc. Đó chính là quyết định từ Khan. Về nhà mua thẳng búa gỗ luôn. Muốn ganh vào người Faker chăng? Mà Faker vẫn còn tốc biến và cả thanh tẩy nữa. Rất khó để ganh vào người Faker. Score biết vậy mà lùi về. Con rồng đầu tiên trận đấu là con rồng đất. Con rồng nó không đem lại quá nhiều giá trị ở cái thời điểm hiện tại. Chính vì thế sự quan tâm của cả hai team gần như là không có. Spep di chuyển ra đường giữa rồi. Và chói thành công Faker. Faker bật cho mình cái thanh tẩy và tốc biến về. Tuy nhiên vẫn bị kẹt vào góc nguy hiểm. Đại địa chấn rút ra đến từ Score. Và mạng dành cho Score. Mặc dù cái đại địa chấn đấy không gây sát thương lên người của Faker. Và như vậy là Faker phải lên mạng đếm số lần đầu tiên trong cái trận đấu này. Bóc lên một lớp khiên trụ đến từ BD. Như vậy BD có hai lớp khiên trụ rồi. Một lớp khi mà Faker di chuyển lên đường trên. Và bây giờ là một lớp nữa. Rất tiếc trong pha thi đấu vừa rồi Faker đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên là rõ ràng là cái kẹt vào cái góc đấy không giúp cho Faker có thể lùi về an toàn được. Mặc dù đã thanh tẩy được cái làm chói rồi. Có bốn nội tài đến từ Teddy. Gango còn một chấm máu và lùi về. Gango không có cho mình cái hồi máu các bạn nhớ nhá. Mà chỉ cầm thanh tẩy mà thôi. Rõ ràng solo tay đôi với con bài Kai'Sa gần như là không thể. Đánh nhau đường trên rồi. Smap đang bị Khan đánh liên tục. Score di chuyển lên đường trên. Nhưng mà có chiến binh nhận thế khó ganh lắm. Phải có chiêu cuối đến từ Smap. Vào người Khan trừng phạt tê tái. Score là muốn làm gì đấy. Combo không trúng với người của Khan. Khan bật cho mình chiêu cuối. BD di chuyển lên trên. Vòng tròn lại giá chói với người của Khan. Nhưng mà Khan quá trâu với cái lối lên đồ của mình. Sứ giả khai nước đang được SKT họ ăn. Và như vậy clip đã lấy thành công con sứ giả khai nước này. Bao bóng ngủ trùm đến từ Faker. Tuy nhiên SKT họ không tấn công nữa khi mà tài nguyên của họ đã bị hết ở thời điểm hiện tại. Tài nguyên với kỹ năng ở đường dưới. Có một pha băng trụ rồi không có chiêu cuối. Và Khan không còn cả tốc biến nữa. Khan đánh với người Snowflower. Có một pha giật về đến từ Snowflower. Mạng dành cho ai? Mạng dành cho Smap trong pha thi đấu này. Rất tiếc Gango vẫn chưa thể nào bóc nội tại được. Sứ giả khai nước được thả ra ở đường trên. Và nó sẽ hút vào cái trụ của KT Roster. Trụ đầu tiên đã dành cho đội tuyển SKT rồi. Như vậy là SKT họ có một bước di chuyển trên chân khá nhiều. Khi mà cặp đôi đường dưới của họ di chuyển lên đường trên và Khan xuống đường dưới. Rất tiếc là Khan phải lên bảng điểm số, nếu không đó là một kịch bản hoàn toàn tuyệt vời. Nhưng mà không sao cả, cái trụ đầu tiên đã thuộc về SKT rồi. Không biết là con sứ giả khai nước nó có hút thêm một phát nữa cái trụ thứ hai đường trên hay không. Rồi trở lại với trận đấu này thì KT họ đang muốn tấn công xuống cái trụ đường dưới. Họ bóc đi 4 lớp khiên trụ ở đường dưới rồi. Rất đen cho họ là cái lớp khiên trụ nó vừa. À không, bây giờ mới chỉ là 13 phút rưỡi. Cái thông báo trên màn hình nó là khiên trụ sẽ tiêu biến trong vòng 30 giây nữa. Chứ không phải khiên trụ đã tiêu biến. Như vậy là họ vẫn có đủ 5 cái khiên trụ trong người. Đây là một pha di chuyển rất là thông minh của Fiora. Bởi vì Fiora đứng ở góc này nên Faker không thể di chuyển ra hướng của Glitch được. Mà phải di chuyển về cái trụ đứng giữa. Và rõ ràng từng đó là đủ để khiến cho Faker nằm xuống trong vòng đấu vừa rồi. Đây, một pha thi đấu rất tốt đến từ Khan. Mà dịch chuyển của anh hơi tệ một chút. Đánh vào người Snowflower. Snowflower mất cho mình một cái tốc biến. Smap là người KS mạng của Gango trong pha thi đấu vừa rồi. Bởi vì Gango bây giờ bóc nội tại sẽ được khoảng tầm 500 đến 600 tiền thì đấy. Là một con số rất là lớn. Cộng với 300 tiền, mạng hạ gục nữa là 6 đến 700 tiền. Về nhà bây giờ Gango có cho mình một cái huyết kiếm. Trong đó Teddy lên cho mình thẳng cái phong thần kiếm luôn. Và anh em nhớ rằng cái phong thần kiếm nó đã bị sửa đấy nhá. Tức là phong thần kiếm ở phiên bản mới nó được búp sức mạnh một chút ở phiên bản 9.5 này. Tăng thêm một chút sát thương vật lý thì phải. Và như vậy là bên phía của Teddy, anh chàng này muốn lên cho mình cái phong thần kiếm đấy để cường hóa chiêu quy thật nhanh. Cường hóa chiêu quy và chiêu E nữa. Bởi vì phong thần kiếm tăng rất nhiều chỉ số sát thương vật lý và cả chỉ số tốc độ đánh nữa. Bây giờ Snowflower làm gì đây? Có làm chậm Mata không? Tuyết tê tái trúng rồi. Nhưng mà Mata khá trâu. Vòng cho mình khiêu khích trúng hai người, đó chính là Mata. Ở bên này Gango được quẩy. Teddy hạ gục thành công một người. Redside nằm xuống. Khan di chuyển ra khỏi cái đệ địa chấn nhưng mà Khan vẫn phải nằm lên bảng rồi. Mạng dành cho Raven bóc 719 vàng trong pha thi đấu vừa rồi. Faker có một pha nghịch xa tốt, tuy nhiên bóng ngủ không trúng. Và như vậy KT Roster họ thành công một với một pha combat vừa rồi. Và các bạn để ý rằng với một mạng của Raven
Tỷ số vàng chênh lệch bây giờ đó là 2.700 tiền dành cho KT Roster. Với một pha combat 3 đổi 1 trong pha thi đấu vừa rồi. Bởi Faker làm gì đấy? Faker muốn nghịch xa ở đường dưới. Và con rồng này, và KT Roster họ tấn công con rồng. Họ kéo con rồng ra để cho về an toàn, đó chính là Score và BD. Và như vậy là bây giờ SKT họ gặp khó rồi, khi mà họ không kiểm soát được con Raven trong cái pha thi đấu vừa rồi. Một pha thi đấu rất là tốt đến từ Mata, khiêu khích thành công hai người. Nhưng mà Score cũng tỉnh không kém. Snowflower phải lên bảng quá sớm. Và rõ ràng Redside không có khả năng chống chịu, cũng nằm xuống theo. Ở này bóc được 719 vàng, đó chính là Gango. Và thêm 300 vàng tiền hạ gục nữa. Một mạng, được 1.000 tiền liền. Rồi trở lại với pha trận đấu này. Pha format vừa rồi đã đem lại cho KT Roster quá nhiều tiền, đặc biệt là vị trí xạ thủ. Tốc biến nhặt được đến từ Faker, tuy nhiên không đủ sát thương. Trở lại với trận đấu này thì SKT họ đang muốn làm gì đây? Họ đang muốn di chuyển ra đường giữa, nhưng mà khoái lắm. Bây giờ quan trọng nhất là Smap có thể thở được ở vị trí đường trên. Faker bị làm chậm nhẹ nhẹ. Snowflower dựng khiên lên, bóng ngủ không trúng đến từ Faker. Ở đường dưới thì Javan bây giờ đang muốn di chuyển xuống đường dưới để hỗ trợ cho người đội của mình, đó chính là BD. Score lên cho mình đồ thiên về sát thương khá nhiều. Score bị dính vào bóng ngủ rồi. Faker nghịch sao không? Không nghịch sao đến từ Faker. Khi mà Lissandra đang đứng rất gần Javan rồi. Ở đường trên thì Fiora đã hoàn thành cho mình xong cái dìu mãng xà. Với cái dìu mãng xà giúp cho Fiora khả năng hồi phục và đẩy lẻ rất là tốt. Mặc dù khả năng đánh nhau, cái dìu mãng xà này là cái món đồ không phải là thiên về đánh nhau, mà nó sẽ thiên về khả năng trụ đường và bám đường nhiều hơn. Gango có cho mình huyết kiếm, cái lượng khiên nó quá nhiều. Snowflower luôn đứng gần đồng đội của mình, túc trực đánh nhau rồi. Score là bị đánh như từ khan, mà Score khá khỏe với cái lượng đồ của mình và Kinea vô cùng tuyệt vời, đó chính là 202. Mình nghĩ đây là cách lên đồ tốt nhất với con Javan, bởi vì các bạn đánh Javan ở thời điểm hiện tại mà các bạn lên theo đồ theo hướng phòng thủ ấy, nó rất là phế, nó không tạo được nhiều dấu ấn trong combat, nó chỉ là một cục thịt di động mà thôi. Gango đã có cho mình 170 chỉ số lính, trong đó Teddy farm tốt hơn một chút. Teddy hình như đã cường hóa cho mình xong chiêu quy rồi. Rồi có đánh nhau rồi, Khan đang bị đánh liên tục đến từ Smap với cái lao tới bằng chiêu quy của mình. Và Smap có cho mình cái dìu mãng xà, khả năng hồi phục rất tốt, trong khi đó Khan thì không. Khan vẫn chưa hóa cho mình xong cái lưỡi hái trong vai đấu vừa rồi. Đây lượng tiền chưa có. Bởi KT Roster họ đã muốn tìm cho mình một cái đường di chuyển tốt để có thể snowball đối thủ khi mà Raven đáng xanh hơn một chút so với con bài Kai'Sa. Bây giờ thì Faker có cho mình hai trang bị, một trang bị rưỡi, đó chính là vọng âm Luden kết hợp với cái ngọc quên lãng. Trong đó BD cũng vậy. Và lượng sát thương của cả hai người chơi này thì đều ngang ngửa nhau một chút. Faker sẽ thiên về sát thương đơn mục tiêu nhiều hơn, trong đó BD có cái hiệu ứng và sát thương diện rộng. Con rồng tiếp theo trận đấu là con rồng đất. Nếu để cho KT Roster họ ăn được con rồng này thì khá là khoai dành cho SKT trong việc tranh chấp cái mục tiêu lớn. Đây là một vấn đề mà SKT phải lưu tâm. Rồi, Gango về nhà có thẳng cho mình cái vô kỳ kiếm. Sát thương là cực nhiều, nhưng mà tốc độ đánh thì chưa có. Nhưng mà không sao cả, với cái lượng đồ này một pha chí mạng là mủ người đấy. Đừng hỏi tại sao luôn. Bao bóng ngủ trúng đến từ Faker, dựng khiên lên, có dựng khiên lên. Như vậy là Faker không gây được nhiều sát thương với cái nghịch sao của mình. Bây giờ về nhà Teddy mua cho mình đó chính là cái cuồng đao Unsu. Hai trang bị lớn đã có đến từ con bài Kai'Sa này. Rồi, không biết vừa rồi có một pha nghịch sao trúng không, nhưng mà sát thương còn dầu y nó lỗi thế. Với cái đai lưng hơi tách nhặt được đến từ Faker, bây Gango phải đợi cho mình cái tân lính này lên để hút máu đến từ cái huyết kiếm. BDD đang được cắt cửa xuống đường dưới để phòng ngự. Bóng ngủ trúng vào người Bram rồi, Bram có khiên. Các bạn thấy chưa? Rồi, Faker mới làm gì? Faker kiệt sức vào người của Gango. Và Faker lùi về thành công. Bị một pha đánh nhẹ nhẹ, nhưng mà rõ ràng Faker đang khá là ổn ở thời hiện tại với khả năng chống chịu của mình. Vì có ngọc quyền lãng kia có một chút cộng máu cộng thêm.
mà cấp độ của Faker là cấp độ 13, gần như là cao nhất trận đấu thì phải. Đúng rồi, cao nhất trận đấu cùng với cả Khan, à sorry bạn, cả Smap và cả BD nữa. Nên là chỉ số máu của Faker được coi là khá trâu. Bóng ngủ trúng không? Lại trúng vào người của Zaban rồi. Có nghịch sao không? Đang tìm góc nhưng mà không đủ tầm. Và quyết định của Faker là không thể nào tấn công người của Zaban được. Có thể sẽ là một pha đánh nhau cực to ở vị trí con rồng đất này. Thế lính đang đẩy rất cao ở vị trí đường dưới. Và nếu mà SKT họ bỏ tên lính này thì họ sẽ bị lỗ chỉ số lính so với đối phương. Đây, họ quan tâm đến con rồng đất quan trọng hơn. Họ nói vậy. Họ đang di chuyển rất mạnh ra con rồng đất này với cả 4 thành viên. Khan có di chuyển trên người, cả Fiora cũng vậy. Nhưng mà con rồng này thì hơi nguy hiểm. Do đó SKT họ chưa muốn kích hoạt con rồng vội. Glitch đang muốn làm gì đây? Glitch mà chỉ muốn nhử đối phương mà thôi. Không có tầm nhìn đến từ KT Roster trong cái tình huống này. Faker muốn làm gì? Faker muốn phá cho mình con mắt kiểm soát này ư? Nội ta chỉ bắn được một đòn thôi. Có bóng ngủ trúng rồi. Và lại dựng khiên đến từ Ram. Có giạt ra đến từ Raven. Tuy nhiên sát thương là không đủ. Và rõ ràng cặp đôi ở đường dưới của KT Roster họ công thủ quá toàn diện đi. Lại bóng ngủ nữa đến từ Faker. Bây giờ SKT họ kích hoạt con dòng đất này rồi. Lissandra đang đứng ở một góc để có thể lao vào tới. Có phá hạt thông nổ không? Phá hạt thông nổ ở thời điểm hiện tại là tự sát. Con đường mưa giá lao tới. Combo họ muốn ăn vào con cua này. Con cua đã thuộc về bên phía KT Roster rồi. Nhưng mà trừng phạt score dùng rồi. Bây giờ SKT họ là muốn tấn công con rồng này. Vả thành công vào con rồng. Đó chính là Glitch. Bây giờ có đánh nhau không? Dịch chuyển từ Smap rồi. Và có chiêu cuối. Faker tập biến rất nhanh. Ở bên này thì khiêu khích hai người. Đó chính là Mata. Smap phải lên bàn điểm số quá nhanh. Faker cũng vậy. Sau đấy bạn, đó chính là Teddy cũng vậy. Mata đang đứng bị gây sát thương. Ở bên này Khan đang quẩy vào người của Ango. Nhưng mà Khan gặp nguy hiểm rồi. Có làm chậm từ Snowflower không? Chỉ cần có nội tại được kích hoạt lên, Khan lướt cho mình bằng chiêu E. Nhưng mà Khan bị đánh ngất ngư rồi. Khan phải lên bảng điểm số trong tình huống này. Và như vậy là bên phía của SKT họ ăn dòng. Nhưng mà họ lại một combat 1 đổi 3 nữa. Và rõ ràng trong pha thi đấu vừa rồi, Smash thi đấu hơi tệ một chút. Khi băng vào quá sâu. Galio đã làm rất tốt với pha khiêu khích hai người rồi. Nhưng mà sát thương con Zaban với cái đồ như thế kia, các bạn để ý. Sát thương của Zaban quá nhiều trong các bạn này. Faker một pha tốc biến rất nhanh né đi chiêu cuối đại đợi trần đến từ Ram. Đây chúng ta xem lại pha này. Đó, Faker tốc biến rất nhanh và Smap bị dính khiêu khích đến từ Galio. Và mất máu quá nhiều. Ở bên này sát thương của Zaban với cái đại địa trấn kết hợp với con bài Lissandra của BD quá kinh. Và Gango với cái lượng hút máu của mình kết hợp với Ram bảo kê nữa. A chớp không thể làm được gì cả. Mặc dù vậy vẫn phải nói rằng là Achop là vị tướng rất là mạnh. Thực sự mạnh. Khi mà quẩy giữa hai thành viên của đối phương khá xanh mà vẫn không có thể lùi ra được. Rồi trở lại với trận đấu này thì rõ ràng SKT họ đang bị thua tiền rất nhiều luôn. 4.000 tiền, 5.000 tiền. 4.900, 5.000 gì đấy. Và các bạn thấy sát thương Raven trong combat vừa rồi. Đó là con số rất là lớn. Bây giờ Raven cứ lên thêm cho mình một cái món chí mạng. Kết hợp tốc độ đánh nữa thì đừng hỏi tại sao luôn. Rồi BD đang muốn di chuyển vào đây, cắm cho mình mắt kiểm soát rất nhạy cảm đến từ người chơi đường giữa của KT Roster. Score trận đấu này tỏa sáng rực rỡ con bài Zaban. Các bạn để ý rằng con bài Zaban thường những người chơi của Hàn Quốc hay là Trung Quốc họ chỉ để kiểm soát bản đồ giống như những gì mà Benji đã làm trong quá khứ thôi. Họ không muốn gây sát thương chủ lực nhiều, nhưng mà ở trong trận đấu này thì score, các bạn thấy đồ kìa. Quá nhiều chỉ số sát thương trong người luôn. Phù phép chiến binh, giáp thiên thần, búa gỗ để hướng tới rìu đen. Mà còn lên thêm cả cho mình một cái đồng hồ ngưng động nữa. Kinney của score ở thời điểm hiện tại là 4-0-3. Xanh nhất bản đồ tham gia gần như tất cả các điểm hạ gục của bên phía của KT Roster. Và Gango bây giờ các bạn có thể thấy lên thêm giày ninja và một cái mảnh vỡ key chết. Rồi Khan, Khan muốn làm gì? Score combo về. Khan sử dụng W vào người Snowflower. Giật về không? Không kịp giật về. Và như vậy là một pha tấn công không thành công đến từ bên phía của SKT. Từng đó tạo điều kiện cho BD có thể thoải mái đẩy đường dưới. Thực sự các bạn thấy cái phong thần kiếm của SKT trong người của Teddy ấy, nó không phát huy nhiều tác dụng cho lắm. Bởi vì cái phong thần kiếm này sẽ giúp cho cái hiệu ứng của cái giao điện này, cái hiệu ứng bắn xa của phong đại bác lên thanh này, cái hiệu ứng hút máu, cái hồi máu của cái bước chân tốc nó mắc khỏe hơn.
Nhưng mà ở trận đấu này thì Teddy không sử dụng cho mình cái bước chân tốc. Chính thế việc lên cho mình cái phong thần kiếm cảm giác nó không đem lại quá nhiều hiệu quả mà các bình luận viên tiếng Anh họ đang nói đấy. Rồi trở lại với trận đấu này thì rõ ràng Score là một người chơi rất là xuất sắc. Mặc dù anh đã chơi từ rất nhiều mùa rồi nhưng mà anh giữ được phong độ cao. Cái nhược điểm duy nhất là đi rừng mà không biết trừng phạt thôi. Ở đường dưới thì có một pha đây phòng ngự trụ và lùi về. Bây giờ chúng ta điểm qua một chút về trang bị nào. Khan đang muốn lên cho mình cái gì đây? Đó chính là vũ điệu tử thần trang. Vũ điệu tử thần dành cho Khan. Trong đó Smap đã có cho mình ta hợp kiếm rồi. Ở thời điểm hiện tại Smap không thể nào đánh. Sau đấy bạn Khan không thể nào đánh lại được Smap. Trong đó Red Sai đang muốn hướng tới Zilden. Thua rất nhiều đồ so với người chơi đi rừng bên kia trên tuyến. Trong đó Faker có cho mình cái quỷ thư Moro rồi. Còn BD thì gần lên xong cái đầu hổ cát rồi. Đấy, các bạn có thể thấy chênh lệch vàng giữa hai người chơi đường giữa nó cũng là một con số khổng lồ. Hai xạ thủ cũng vậy. Mặc dù rõ ràng Kai'Sa có cho mình một cái chiều lính rất là tốt, tuy nhiên Raven bóp được cái lớp nội tại và cực kỳ giàu. Rồi các bạn ngủ chúng rồi. Clit đang muốn tấn công ai? Clit tấn công một người Smap. Cấu đi một lượng máu không hề nhỏ đến từ Clit. Tuy nhiên ở bên này thì Snowflower dựng khiên lên. Faker không thể nào tấn công một người của các thành viên KT roster. Teddy được cắt cửa số đường dưới, muốn ganh người BD chăng? Mà ganh của con Lissandra này rất là khó khi mà không có chiêu cuối để tiếp cận. Thường thì muốn Kai'Sa số đường dưới mà ganh ấy thì sẽ dùng chiêu cuối để tiếp cận. Và sau đó Lissandra sử dụng con đường băng giá lùi về. Và do đó thì Kai'Sa sẽ không đủ tầm để tấn công nữa. Do con rồng này là con rồng đất, Raven được cắt cửa ra để solo. Lùa ra đến từ Gango. Và có Lissandra ở đây bảo kê thoải mái ăn rồi, không phải lo gì cả. Con Raven này sắp lên xong cho mình thêm một cái đại bác lên thanh nữa thì đừng đòn bắn nó thố đến tận rốn luôn. Hai dòng đất đã có đến từ KT roster. Hai con dòng đất nó sẽ khiến cho khả năng ăn Baron của đội tuyển KT nó cực kỳ nhanh, bởi vì KT roster họ có rất nhiều ý tưởng gây sát thương trong team. Vũ điệu thực thần đã có đi Khan, đây là một cái đồ cực kỳ quan trọng dành cho Khan, bởi để cho Khan có thể sống sót lâu trong giao tranh. Đại bác lên thanh đã có đến từ Gango, như vậy đồ như thế này. Ở bên phía bên kia thì Teddy cũng có cho mình 3 trong món trang bị lớn rồi, có cả cái Khan giải thuật nữa. Teddy được nhường farm khá nhiều đến từ các thành viên của SKT. Và rõ ràng rồi, trọng trách gánh team đang được đặt lên vai của Teddy khi mà Teddy đã cấp độ 15. Trong đó Gango mới chỉ cấp độ 14 mà thôi. Ở đường dưới lại còn trao đổi chiêu thức nhẹ nhẹ rồi. Rõ ràng Smap đang chờ trên cơ hơn so với đối thủ. Giật về không có, giật về. Và Khan combo người của Smap, nhưng mà không đủ sát thương. Khan rất là quái lên cho mình thêm một cái gươm đầu tể để giảm khả năng hồi máu đến từ cái rìu mãng xà trong người của Fiora. Cả hai team đang chơi rất là cẩn trọng. Ở đường dưới lại có đánh nhau thì phải. Khan bây giờ đang muốn tấn công một người của Smap. Phá mất kiểm soát đến từ Snowflower. Raven thì đang đẩy rất cao vị trí đường giữa. Cả hai team đang đánh như một thế rất là buồn ngủ. Ba món trang bị lớn đã có đến từ KT. Bây giờ KT tổ chức combat thì rõ ràng SKT họ sẽ không có lợi thế khi mà những món trang bị lớn nó đều xuất hiện cả trên người của những vị trí chủ lực của KT roster rồi. Trong đó Faker đang lỡ cỡ ở một hai món trang bị rưỡi. Và Khan cũng vậy, Khan mới chỉ có hai món trang bị thôi. Tỷ số vàng chênh lệch bây giờ nó vẫn đang rơi vào khoảng tầm hơn 5.000 tiền một chút. KT roster họ đang hơi bế tắc một chút trong việc tìm cái đường tấn công vào người của SKT. Solo Baron đến từ Raven. Ui cái hút máu, ui giời ơi. Raven với cái bước chân tốc của mình kết hợp với cái hút máu ăn Baron rất nhanh, với cả hai con dòng đất nữa. Tuy nhiên là Raven không còn nhiều chỉ số năng lượng nữa và lùi ra. Có bóng ngủ chúng đến từ Faker tấn công vào người Bram không? Chỉ trao đổi chiêu thức nhẹ nhẹ thôi. Bram dựng khiên lên và chắn cho mình rất nhiều sát thương đến từ cái nghịch sao của Faker. Rồi có nghịch sao nữa. Ôi bao bóng ngủ lại chúng rồi. Nhưng mà Faker dính một đòn kìa các bạn thấy kìa. Một bắn của Raven.
Và anh ta cũng nhùng chân rồi, không dám lên để rỉa máu nữa rồi. Rồi lại bóng vũ trụ đến từ Faker, rõ ràng có thể sẽ mất giáp tinh thần trong tình huống này. Và mất giáp tinh thần ngay lập tức. Đó chính là score. Bởi lại có một pha nghịch sao nữa, phải tốc biến ngay. Nhưng mình nghĩ là tốc biến pha đấy nó hơi thừa. Nhưng mà nó cẩn thận, cẩn tắc vô này nấy khi mà cái nghịch sao đấy nó căn thời gian nó không chuẩn đến từ Faker. Nhưng mà không sao, đó chính là một bước thành công đến từ bên phía của SKT rồi. Khi mà họ bóp được cái lớp giáp tinh thần đến từ người chơi đi rừng của KT roster. Rồi trở lại với trận đấu này thì rõ ràng xem nào. KT roster họ không có một cái góc nào để tấn công cái dàn trụ ngoài của SKT. Và một trận đấu viễn cảnh, một trận đấu tầm khoảng 40 đến 50 phút nó đang mở ra trước mắt của tất cả anh em đang xem trên kênh Liên Minh Thoại 247. Một trận đấu thiên về du ngủ rất nhiều. Tỷ số mạng bây giờ nó đang là 8-3. Đánh nhau đi các anh ơi, cho anh em còn được xem với. Lại bóng ngủ trúng rồi. Lần này có lao tới không? Redside có thể sử dụng chiêu cuối. Nghịch sao trúng, không trúng. Faker bị trói, Faker bị hầm mộ hàn băng. Tuy nhiên giải cho mình đó chính là cái thanh tẩy, nhưng mà Faker vẫn phải lên mặt được số rồi. Teddy được bắn, Teddy bắn vào người BD. BD bật cho mình cái đồng hồ lên. Đại thử thách được kích hoạt ra hồi máu rất lớn. Và như vậy là Redside bị cô lập rồi. Redside lên bảng điểm số. Và một pha combat rất tốt dành cho đội tuyển KT roster, tuyệt vời. Và họ có thêm cho mình một món Baron để tráng miệng nữa. Một pha sử dụng đồng hồ rất tốt đến từ cả Score và cả BD, khiến cho đối phương bị lỡ trớn trong pha thi đấu vừa rồi. Và như vậy là SKT đã bớt đi bộ con Baron này. Dòng tiếp theo lại là con rồng lửa. Con rồng lửa chỉ còn khoảng độ tầm 5 giây nữa nó sẽ hồi sinh. Và map đang ở đây để khiến cho đối phương không thể nào tấn công con rồng lửa này. Và như vậy là KT roster họ ăn đất và ăn cả đất xung quanh. Một bốn mạng ăn được, một con Baron kết hợp một con rồng lửa nữa. Bây giờ SKT họ phải làm gì để phòng ngự đây? Đây là một pha kích hoạt cái đồng hồ ngư đậm rất tốt đến từ Score để khiến cho nghịch sao vừa rồi nó không trúng. Và Faker dù có thanh tẩy nhưng vẫn bị dính một chút sát thương và cả cái hiệu khống chế nữa. Ở bên này thì BD có một pha sử dụng đồng hồ ngư đậm rất tốt, map kích hoạt cho mình cái đại thử thách thành công. Và Redside không còn góc để lùi về nữa và phải lên bàn điểm số. Bây giờ thì về nhà BD đã có cho mình cái đồng hồ cáp rồi. Trong đó thì Score đã bán cho mình để cái đồng hồ nặng đi để lên cho mình cái rìu đen. Và bây giờ Gango lại có thêm một mạng nữa, bóc đi một cái lớp tiền cực kỳ lớn. Phong thần kiếm đã có đến từ Gango. Như vậy Gango sẽ lên đồ theo hướng dồn sát thương chứ không phải là sát thương duy trì. Bởi nếu mà sát thương duy trì thì Gango sẽ lên thêm một món tốc độ đánh chí mạng nữa thay vì phong thần kiếm. Rồi Mata bị đánh liên tục, Mata bị làm choáng đến từ đánh ngất ngư chiêu cuối tung ra đến từ Raven. Và Mata lên bảng quá nhanh, Khan bị xuống dạng hồi sinh rồi. Map kích hoạt thành công chiêu cuối và hồi máu rất ghê. Bây giờ ai sẽ phòng thủ cái trụ đường dưới đây? Phòng thủ cái trụ đường dưới thì rõ ràng cái trụ đường giữa nó sẽ không có chân để chạy. Và Smap bây giờ chơi dại rồi, Smap lên bảng điểm số. Teddy là người có điểm ở hạng gục trong hai đấu vừa rồi. Cái nhà lính đường giữa đó đã thuộc về KT roster. Trụ đường trên, trụ bảo vệ nhà lính cũng đã thuộc về họ. Và họ đã muốn tấn công cái nhà lính này. Bóng ngủ trúng rồi, combo về đến từ Japan. Bây giờ BD bị dính chiêu tia không đến từ Teddy. Họ là muốn tấn công một người Khan. Khan không có chiêu cuối, nhưng mà Khan có giáp thiên thần. Khan xuống dạng hồi sinh. Raven bị bao ngủ, Raven thanh tẩy và lùi về. Như vậy là SKT họ đang muốn vòng để bắt các thành viên của KT roster chăng? Có thể sẽ đây là một quyết định sai. Và Clit đang phá thông nổ muốn ép góc đối phương. Và có bu lại Baron thì bây giờ KT roster họ lùi về rất nhanh thôi. Với khả năng biến về nhanh của mình, con đường băng giá lùi về thành công đến từ Lissandra. Và như vậy SKT mặc dù họ lấy đi mạng của Smap, nhưng mà họ mất đi hai cái nhà lính ở đường trên và mất đi một cái lớp giáp thiên thần đến từ Khan nữa. Như vậy trao đổi nó quá lời dành cho đội tuyển KT roster. Chúng ta xem lại pha này. Mata quá khinh sát thương đến từ con bà Raven này. Khi mà Raven lên cho mình đó chính là cái phong thần kiếm. Phong thần kiếm có làm chậm đối thủ khi mà bắn anh em nhá. Ở đường dưới thì kích hoạt đại thử thách thành công đến từ con bài Fiora của Smap. Làm choáng thành công rất tốt, tuyệt vời.
và khan bật cho mình chiêu cuối chỉ để lùi về mà thôi. Khan mất cho mình chiêu cuối, sau đó lại mất cho mình cái giáp thiên thần nữa. Nhưng mà đây là một pha chơi hơi dại đến từ Smap. Đó, Smap mà không đoán được đối thủ đang tổ chức 3 người để bắt anh. Và 700 tiền dành cho người chơi xạ thủ bên phía SKT. Nuôi giấc mộng có thể lật kèo trong cái trận đấu này. Khoai quá dành cho SKT. Raven đang rất xanh với tỷ số vàng đang là hơn 17, gần 18.000 tiền. Trong đó Kai'Sa cũng được nhường farm nhiều. Chính vì thế có một chỉ số vàng cũng không hề ít một chút nào khi mà có được gần 17.000 tiền. Bài quan trọng là tất cả các thành viên còn lại của SKT đang rất là thọt. Rồi có được băng giá lao vào không? Khan bị làm chậm. Rồi có băng ngủ trúng rồi. Có tốc biến lên đến từ Mata không? Mata có tốc biến nhưng không lao lên. Khan được một tấn công vào người Snowflower. Khan bật cho mình chiêu cuối lên. Khan tốc biến vào. Nhưng mà Khan chơi dại rồi. Teddy sử dụng bản năng sát thủ lao vào. Teddy bị hất tung. Teddy phải nằm xuống rồi. Glit đang bị đá địa chấn. Gango đang quẩy. Ở bên này thì Smap đang tấn công vào người của Galio. Galio siêu hùng dáng thế. Nó quá phế trong pha thi đấu này. Và như vậy là KT Roster, mặc dù có bắt hơi lỗi một tí nhưng mà họ vẫn có một pha thi đấu rất là thành công khi mà họ che chắn cho người xạ thủ rất tốt. Score muốn làm gì đây? Score muốn tấn công cái nhà lính này. Nhưng mà Faker đang cắt cửa ra để phòng ngự rồi. Và Score phải lùi về. Và Kai'Sa vừa rồi có một pha băng lên rất mạnh. Nhưng mà các bạn để ý rằng combo trúng đến từ Score khiến cho Kai'Sa lên bảng quá nhanh. Kha đang muốn níu kéo một chút so với Score. Nhưng mà không làm gì cả. Đây chúng ta xem lại pha này. Hâm mộ hẳn băng lên bản thân đến từ BD. Và Khan muốn lao tới chơi một người của Snowflower. Và Khan xuống dạng hồi sinh quá nhanh ở bên này, hất tung. Cái hất tung này nó quá chí mạng đi. Này Khan Redside tấn công một người Raven. Nhưng mà Raven có được cái sự che chắn tốt đến từ Zaban. Ở bên này Lissandra đang hơi ham và lao vào khiến cho anh phải lên bảng điểm số. Cả hai xạ thủ đều full đồ rồi. Trong đó thì Lissandra đang muốn hướng tới cái mũ thủy Raven sau khi hoàn thành xong cái đồ hồ Kazonia. Trong đó Faker hướng luôn cho mình cái mũ thủy Rabadon chứ không lên cho mình đồ hồ Kazonia. Như vậy là bây giờ Faker đang thua một chút so với đối thủ về chỉ số vàng. Tuy nhiên quan trọng hơn đó là cái món trang bị lớn chưa có đến từ BD. Bóng ngủ không trúng đến từ Faker. Faker chỉ còn khoảng độ tầm 2/3, hơn 2/3 mà một chút mà thôi. Cụ thể chuẩn hơn là 3/4 rồi. Có đu lên đến từ Snowflower nhưng mà không làm chậm vào người của Khan. Ở này BD đang muốn tìm gấp. SKT họ gặp khó rồi. Faker vừa rồi ăn một pha bàn bắn đến từ Raven. Có con đường băng giá tới. Đại địa chấn được tung ra đến từ Score. Và như vậy Faker phải lên bảng điểm số. Smap ở bên này quẩy giữa hai thành viên của SKT. Nhưng mà Smap hơi chơi hơi dại rồi. Bram tới. Bram chắn cho người đồng đội của mình. Bản năng sát thủ Kai'Sa tới. Kai'Sa đang bắn vào người Bram. Bram lên bảng điểm số. Và này BD đang muốn tìm gấp tấn công vào người của SKT chiêu cuối của Raven được tung ra. Và gây một lượng sát thương không hề nhỏ vào người của Teddy. Và SKT họ đang không có góc phòng thủ. Cái nhà lính ở đường dưới này dịch chuyển được tung ra đến từ Smap. Bây giờ 4/3. Làm sao để SKT có thể phòng thủ đây khi mà các thành viên chủ lực của của bên phía KT Roster họ vẫn sống có được băng giá làm chói thành công. Glit bật cho mình cái đồng hồ. Ở bên này Smap đang tấn công vào người Teddy. Glit phải lên bàn điểm số rồi. Ở bên này Khan đang làm gì? Khan phòng thủ trong vô vọng. Và Khan bật cho mình đó chính là cái đồng hồ lên. Khan nằm xuống theo. Gango được tấn công một người Teddy và Gango không lấy mạng Teddy được. Nhưng trận đấu đã thuộc về KT Roster rồi. Và như vậy là 1-0 dành cho KT Roster khi mà họ combat, tổ chức combat rất tốt trong khoảng thời gian giữa trận đấu. Và có một lượng tiền chênh lệch không hề nhỏ so với đối phương. Và quan trọng hơn, Raven bắt được rất nhiều chỉ số nội tại trong cái trận đấu này. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai trong khoảng tầm độ 10 đến 15.